Chào mọi người nha. Video hôm nay tôi quay về cái hẻm mà hôm trước tôi quay video về lắp khóa mà nhiều bạn thắc mắc tại sao hẻm lại có bên cao bên thấp thế này. Như ở vùng mình thì đa phần là hẻm làm kiểu này các bạn này, mình không làm hẻm đắp như ngoài mới đắp đó. Em này đổi dây là một phần các bạn này. Và đấy là ổ khóa nha. Cả quế hem đắp là hem này nó vuông, bên mình là phải chạy bên cao bên thấp nên lắp khóa khó hơn các bạn ạ. Đấy các bạn nha. Còn khóa đấy các bạn nhá. Khóa sau khi lắp xong là nó còn từng này các bạn này. Còn khoảng 7 lý. Đấy. Đấy nhá, đấy sau khi mình lắp xong nhá. Các bạn thấy chưa? Đó. Nếu mà làm hẻm vuông thì lắp khóa dễ hơn nhá. Chiều dài đây là một phần các bạn nhá. Mình làm một phần nhá. Nếu như các bạn nào kỳ tính thì có thể đắp lại cái lỗ hở này là trông nó đẹp hơn các bạn này. Đây. Còn đây là bên khóa các bạn nhé. Bây giờ mình đóng cửa cho các bạn xem nha. Bây giờ mình đóng cửa cho mọi người xem nha. Đây. Đấy. Đó. Các bạn thấy chưa? Rất phẳng các bạn nhá. Đấy. Nơi mình ở đa phần mình làm hẻm kiểu này các bạn nhé. Tới video của mình kết thúc tại đấy nhá. Chào mọi người nhé.